Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu gồm các ông Võ Công Chánh, Lê Văn Nghĩa, Trần Vũ Duy Mẫn, Nguyễn Thành Phúc có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Hiệp Bắc. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã ghi nhận những kết quả và nỗ lực của thành phố và quận Liên Chiểu trong thời gian qua. Nhiều ý kiến tâm huyết đã được cử tri phường Hòa Hiệp Bắc gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân như việc yêu cầu sớm hoàn thành công tác giải tỏa đền bù để hoàn thành dự án cảng Liên Chiểu. Hiện nay lưu lượng xe có tải trọng lớn qua khu dân cư số 1 và số 2 phường Hòa Hiệp Bắc quá phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực này. Đề nghị thay thế đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư, áp lực nước sinh hoạt cung cấp cho vùng Hòa Hiệp Bắc quá yếu, cần sớm có kế hoạch phát triển kinh tế vườn rừng trên địa bàn phường. Về nguồn nước sinh hoạt của bà con nhân dân khu dân cư phường Hòa Hiệp Bắc về áp lực nguồn nước quá yếu, không đảm bảo sinh hoạt cho người dân trong mùa nắng hạn. Tôi cũng xin cái phản ánh kiến nghị đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo kiểm tra. Cái đá 1-2 thì nó rơi mãi ra tại vì cái đường của chúng tôi là cái tổ 2 chúng tôi là nó nằm ở cái đường kè, cái bờ kè nó chạy tới thì xe nó chạy nó lâu ra thì nó xảy ra cái tai nạn. Nhiều ý kiến phản ánh của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu, đơn vị quản lý dự án và chính quyền địa phương giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Liên Chiểu sẽ tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.